Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là Bến Tre mình là mưa rất là nhiều ha. Thì những cái trời mưa như vậy thì những cái bụi nha đam của nhà mình thì nó rất là tốt nè. Các bạn thấy bệ nha đam nhà mình nè, nó rất là bự ha. Thì sẵn hôm nay là mình thấy nha đam của mình có nhiều như vậy thì mình sẽ cắt vô, đặng mình sẽ nấu chè, đặng cho cái bụi nha đam của mình nó sẽ ra những cái tược. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có nha đam nè, với đậu xanh, hạt sen, với lại phổ tay và muối và đường. Thì mình sẽ đem cái phần đậu xanh này mình sẽ do cho nó sạch, coi có hạt lép hạt hư hay gì không đó, thì mình sẽ do xong thì mình sẽ đem mình nấu trước nha. Đậu xanh đó là mình cũng đã do sạch ha, thì mình sẽ bắt lên bếp mình sẽ nấu luôn. Thì mình sẽ cho một tí xíu muối vào trong cái nồi đậu xanh mình ha, để cho nó mau mềm đó các bạn. Thì trong thời gian mà mình nấu đậu thì mình sẽ gọt luôn cái phần nha đam nha. Thì mình sẽ ngâm cái phổ tay luôn, mình ngâm cho nó mềm mềm ra, rồi một hồi là mình sẽ rửa cho nó sạch. Nhiều khi nó còn có nhớt á các bạn, thì mình phải rửa cho nó thật là sạch, cho nó không còn cái độ nhớt của bột ở trong phổ tay á. Giờ mình sẽ để riêng qua một bên luôn. Thì giờ mình sẽ cắt luôn nha đam. Mình chuẩn bị thau nước ha, rồi mình sẽ cho muối nè, mình sẽ cho vào hết luôn. Rồi mình sẽ quậy cho nó lỏng nha các bạn. Và sau đó khi mà mình cắt nha đam á, thì mình sẽ để vào trong cái thau nước muối này nha. Nha đam á các bạn biết cũng biết á, là mùa mưa này á là nha đam mình rất là tốt. Còn như hôm bữa là cái mùa nước mặn á các bạn, nha đam của mình á nó không có miếng cơm luôn á, giống như là cái bẹ của nó hay là nó nhỏ xíu à, cái miếng thịt có chút xíu à các bạn. Như hôm nay các bạn thấy không, cái cơm của nha đam nè nó rất là dày, nhìn nó rất là ngon, mà ăn á thì nó cũng rất là mát các bạn. Cái này nha đam này á, nếu mà các bạn mà không thích nấu chín á thì mình có thể là mình cắt như vậy nè, cái mình rửa cho nó sạch nhớt rồi các đầu mình để vào trong tủ lạnh á, mình ăn giống như là mình ăn rau câu vậy, ăn nó cũng rất là ngon các bạn. Thì nha đam á thì mình sẽ cắt như mình lường như vậy, mình sẽ cắt từng khúc giống như là nó cắt từng khúc như vậy, những miếng dài dài giống như là mình ăn cái cọng mà bột khoai á các bạn. Đó, thì mình sẽ cắt dài dài ra như vậy ha. Và sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ lại. Tùy theo mình cắt miếng lớn hay miếng nhỏ thôi. Khi mà mình cắt xong rồi á thì mình sẽ lựng con dao nè, nó cái mình nạo cho nó nằm xuống luôn đó, các bạn thấy nè, khi mình lựng xong nè các bạn thấy nó ra từng miếng nhỏ luôn á. Ví dụ nếu mà các bạn thấy mà nó chưa đứt á thì mình sẽ dùng cho mình cắt cho nó đứt ra, còn không mình nắm mình xé cũng được nữa, tại vì mình đã có cắt sẵn rồi, mình xé ra thì nó rất là dễ nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt tiếp nha. Ví dụ nếu mà các bạn mà cắt kiểu như mình không được á, thì mình có thể là mình để lên một cái tấm thớt rồi mình lạng nó cũng vẫn được, tại vì mình cắt ở nhà mình cắt như vậy quen rồi. Thì một hồi nha đam này á, thì mình cũng cắt một ít hạt lựu nha các bạn, vừa có hạt lựu nè vừa có thanh dài như vậy thì mình ăn nó sẽ ngon hơn các bạn. Giờ là mình sẽ cắt cái hạt lựu nha các bạn, thì tùy theo mình cắt hạt lựu lớn hay nhỏ thôi. Nhưng mình nấu chè đậu xanh này á, thì mình cắt cái hạt lựu cho nó lớn lớn đại tí xíu, không cần cắt nhỏ nha. Nè, ví dụ như mình cắt nó vậy, cắt lớn lớn đại đi. Rồi giờ là mình sẽ dùng dao nè, mình sẽ lạng. Mà các bạn thấy nè, sắc những cái hạt lựu nhỏ nhỏ như vậy là được rồi nè ha. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ sắc cho đến hết nha đam nha. Nha đam á là mình cũng đã gọt xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ xuống dưới nhà sau mình rửa cho cái nha đam á cho nó thật là sạch nhớt luôn nha. Chứ nếu mà nó còn nhớt như vậy nè mình nấu á thì cái nồi chè mình thứ nhất là nó không ngon, thứ hai là nó sẽ bị đắng á, cho nên là mình phải rửa cho nó sạch, thiệt là sạch nhớt luôn. Thì sẵn mình xuống mình thanh trần coi cái nồi đậu xanh của mình như thế nào. Nếu mà đậu xanh của mình nó hơi mềm mềm rồi á, thì mình sẽ để luôn cái hạt sen vào nha.
Đậu xanh đó là mình nấu cũng được một lúc nè các bạn. Đó, giờ đậu xanh của mình là nó hơi mềm mềm rồi. Thì giờ mình sẽ để luôn hạt sen vào nha. Rồi mình sẽ nấu cho hạt sen của mình nó cho nó mềm. Nếu mình thấy cái nồi đậu xanh của mình nó đặc quá thì mình sẽ cho thêm nước nha. Như là mình sẽ cho thêm nước nè. Rồi. Bây giờ là mình sẽ nấu cho hạt sen nè với lại đậu xanh nó cho nó mềm. Khi mà đậu xanh với lại hạt sen mà nó mềm rồi á thì mình sẽ cho đường phèn vào nha. Chứ nếu mà mình cho đường phèn vào ngay lúc này á thì đậu của mình nó sẽ bị cứng lại, nó sẽ không có được ngon các bạn. Mình phải nấu cho nó thiệt là mềm mình mới cho đường vào ha. Giờ đậu xanh với lại hạt sen của mình nè, bây giờ đã mềm nè các bạn. Đó, các bạn thấy giờ nó đã nhừ ra luôn ha. Nhưng mà hạt sen mình nấu đừng có nhừ quá thì nó sẽ không có ngon. Nhưng mà nó còn nó mềm rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đường vào ha. Đường thì mình sẽ nấu, mình sẽ tự mình nêm nếm nha. Mình thích ăn ngọt lạt như thế nào á, rồi mình sẽ tự nêm nếm. Rồi mình sẽ chừa lại như đây đường. Mình nấu cái phần đường cho nó tan ra xong đi. Rồi mình sẽ để cái khổ tay vào ha. Chè là mình nấu là nãy mình nêm là cũng vừa khẩu vị nhà mình ăn rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho hết cái khổ tay nè, sẽ cho vào hết luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Và sau đó thì mình sẽ cho luôn cái nha đam vào luôn nha. Nha đam cái này mình cũng đã rửa cho sạch sẽ nè các bạn thấy nè. Nó không còn miếng nhớt nào hết. Đó, vừa có hạt lựu nè, vừa có cọng thanh dài dài nè ha. Và bây giờ là mình sẽ cho vào luôn. Mình cho nha đam vào rồi á thì mình sẽ cho nó đợi cái phần nồi chè của mình á cho nó sôi lên một lần nữa rồi mình sẽ tắt bếp nha, chứ mình không có nấu lâu nha các bạn. Nếu mà mình nấu lâu quá thì cái nha đam nó sẽ bị rắn, nó sẽ không có được ngon. Rồi bây giờ mình thấy nếu mà nó có đặc quá thì mình sẽ cho thêm nước nha. Như cái nồi chè mình nó hơi đặc nè, một chút xíu là mình sẽ cho thêm nước nữa cho nó lỏng lỏng ra. Rồi mình sẽ cho thêm một ít nước nha. Rồi bây giờ là mình sẽ dạo lên. Đó, các bạn thấy nồi chè, đậu xanh, nha đam, hạt sen của mình nè, nhìn có hấp dẫn hay không ha. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn nha. Đây là các bạn, đó chén chè của mình á, mình cũng đã múc ra xong rồi ha. Nè, đó các bạn thấy nè, cái chén chè mà đậu xanh, hạt sen, nha đam của mình nè, nhìn có hấp dẫn hay không ha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng thử chung với mình nha. Đây, như là thời tiết á, là mưa thì nó se se lạnh ha, cho nên là mình ăn một cái chén chè nóng như vậy á, thì mình ăn nó rất là ngon các bạn. Giờ mình sẽ dùng thử thôi. Mình ăn hạt sen thì nó bùi bùi, cái phần như là cái độ ngọt của chè thì nó không có ngọt quá các bạn, giống như là mình nấu cái dạng ngọt mà dạng lơ lớ thôi. Tại nếu mà chè đậu xanh mà nha đam như vậy á, mình nấu mà ngọt quá thì mình ăn nó sẽ không có được ngon. Còn mình nấu lơ lớ như vậy là mình ăn thì nó sẽ có nó mát hơn ha. Còn nha đam á, thì mình ăn á, thì mình thấy nó có cái vị giòn giòn. Tại vì mình nấu á, là mình vừa để cái nha đam vô, rồi sau đó mình sẽ cho nó sôi lên một dạo thôi là mình tắt rồi. Cho nên là nha đam của mình nó không có mềm các bạn, ăn nó rất là ngon. Như tới cái mùa mưa rồi đó các bạn, thì các bạn cũng nấu ăn thử đi, ăn nó cũng rất là ngon ha. Và nhiều khi cơ thể của mình á, nó nóng trong người á, mình ăn cái chén chè mà đậu xanh mà nha đam mà có hạt sen như vậy thì nó giải nhiệt thì cơ thể mình nó sẽ mát hơn. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.